Chiều ngày 4 tháng 7, đồng chí Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố và ông Phan Thanh Long, Tổng Giám đốc Khách sạn Bến Thành Rex, ký kết bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên năm 2023. Theo đó, Khách sạn Rex hỗ trợ các cấp công đoàn thành phố tổ chức các sự kiện như hội thảo, hội nghị, tôn vinh các gương điển hình tiêu biểu, tiếp các đoàn khách quốc tế và các sự kiện khác với giá ưu đãi. Song song đó, Khách sạn Rex sẽ đồng hành cùng tổ chức công đoàn thành phố thực hiện các chương trình hoạt động xã hội nhằm chăm lo cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, Khách sạn Rex sẽ giảm giá từ 5% đến 20% cho đoàn viên, công đoàn cơ sở, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ tại khách sạn. Ngoài ra, Khách sạn Rex phối hợp với tổ chức công đoàn thành phố giới thiệu quảng bá đến bạn bè thế giới về đất nước, con người Việt Nam và hình ảnh tổ chức công đoàn Việt Nam qua các dịch vụ, sản phẩm ưu đãi của Khách sạn Rex.